Rồi chuyện hôm qua mình có lên cho anh em mỗi combo cám kèm theo 18 con cá. Anh em hốt quá trời luôn, giờ của em nó đang đóng. Thì ngày hôm nay mình cũng lên cho anh em hai combo 200 cành luôn, cũng cám kèm cá luôn nhưng mà toàn cá nâng cấp không nha, chứ không phải cá thủy sinh nha anh em. Anh em nào chơi thủy sinh đừng có lấy tiếc. Thì combo thứ nhất là gồm hai cặp coi red ear full tai như thế này. Cá anh em nhìn kỹ nha, cá sai tơ mới ôm trứng thôi, anh em về ghép lưng sâu hết rồi, cá sai mới 2 tháng rưỡi thôi, 2 tháng rưỡi 3 tháng à, chưa có bầu to. Thì hai cặp kèm theo một hũ cám cám Invent cám Thái á, là 200 cành, mình có để giỏ hàng, anh em nào cần thì đặt nhanh. Và một combo 200 cành nữa là gồm một cặp coi red ear full lưng, cá này cũng sai tơ luôn nha, nói chung là đỏ bụng hết rồi. Thì gồm một cặp coi red ear full lưng và một hũ cám Thái. Ê Sơn luyện giùm cái cây cám này đó, và một hũ cám Thái 3 phần 5 như thế này, kèm một cặp full lưng là 200 cành, mình cũng có để giỏ hàng thôi. Nhưng mà đặc biệt hai cái bộ này là hai bộ mình trải nghiệm thử, cho nên mỗi một cái combo nó chỉ nằm ở giỏ hàng có 10 combo thôi, anh em nào nhanh tay thì còn, và sau hết 10 combo mình sẽ đóng và mình không có cho xuất đi nữa, tại vì mình cũng trải nghiệm thử cái vấn đề vận chuyển của bên TikTok Shop nó thế nào, nếu mà ok thì mình sẽ lên thường xuyên để cho anh em dễ đặt dễ tiếp cận đó. Thì anh em nào nhanh tay thì vào cái giỏ hàng của mình mà đặt và lấy có đi e full tai là 2 cặp, full lưng là 1 cặp nha anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ rất là nhiều.